Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tập HIIT, và có nghĩa là Tabata đó các bạn. Đây là những bài tập cường độ cao giúp cho các bạn đốt mỡ trong một khoảng thời gian ngắn và đốt mỡ rất là nhiều. Nó sẽ giúp cho các bạn là đốt mỡ ở trong phòng tập, và sau 24 giờ tiếp theo, có nghĩa là sau khi mà các bạn về nhà rồi đó, thì nó sẽ được đốt mỡ tiếp tục liên tục 24 giờ tiếp theo ha. Khi mà các bạn tập cường độ cao, tức là HIIT Tabata này đó, thì các bạn phải ăn trước khi mà các bạn tập luyện. Nếu mà các bạn không ăn á, nó sẽ lấy nguồn năng lượng từ cơ bắp của chúng ta để mà phục vụ cho cái việc mà luyện tập này. Có rất là nhiều bạn suy nghĩ rằng là cái việc mà các bạn không ăn á, sẽ giúp cho các bạn là đốt mỡ tốt hơn. Nhưng thực ra đó, cái lượng glycogen khi mà cơ thể bị kéo thấp xuống á, thì buộc lòng cơ thể bắt đầu sản sinh ra cái nguồn năng lượng mà cơ thể lấy nhanh nhất á, đó chính là từ cơ bắp của chúng ta, chứ không phải mỡ nha. Mỡ chỉ được đốt chứ không được lấy để mà làm năng lượng, các bạn nhớ nha. Dinh dưỡng và thức ăn các bạn nạp vào trước khi ăn, đó chính là nguồn năng lượng để mà cơ thể hoạt động. Còn đốt mỡ là cái việc mà các bạn tập luyện thì mới có thể đốt mỡ được. Bây giờ mình sẽ vào tập luôn ha. Các bạn nhớ này, mỗi bài mình sẽ tập 20 giây và mình nghỉ 10 giây. Sau mỗi hiệp á, thì mình sẽ nghỉ là từ 30 giây cho đến là 1 phút ha. Đây là cái điện thoại của mình ha. Đây là cái điện thoại để mà mình canh giờ các bạn. Nó bị bể rồi. Mình xài rất là lâu cái điện thoại Nokia thời sinh viên đó. Ok, thì bây giờ á, mình sẽ dùng cái điện thoại này để mình canh giờ nha các bạn. Thì khi mà các bạn tập á, thì các bạn hãy dùng một cái điện thoại của mình ha, để mà canh giờ. Đây, các bạn thấy này. Đó, mình sẽ canh giờ ha. Ok. Thank you.
trước khi mà các bạn tập HIIT, tức là Tabata cường độ cao này á, thì các bạn cần phải lưu ý một điều, đó là các bạn cần phải ăn trước tập nha, để cung cấp năng lượng, dinh dưỡng cho cái việc mà các bạn xây dựng cơ bắp. Thứ hai đó là cung cấp năng lượng cho cái việc mà bạn tập luyện, bởi vì tập cường độ cao Tabata cực kỳ mệt các bạn. Và nếu mà các bạn đang phân vân không biết lựa chọn cái sản phẩm nào trước khi mà tập gym để mà có bổ sung đủ là calo cũng như là dinh dưỡng, đây chính là bột ngũ cốc tăng cân tập gym, cung cấp năng lượng dinh dưỡng cho cái buổi tập của bạn trở nên hiệu quả hơn, tăng cơ hơn và đốt mỡ tốt hơn. Thì đây là cái sản phẩm mà dành cho cả nam và nữ ha. Một hộp này thì giá nó chỉ có là 199.000 thôi. Còn đây là cái sản phẩm cung cấp năng lượng cũng như là dinh dưỡng, cũng như là hỗ trợ là ăn kiêng cho những cái bạn nữ. Đây là sản phẩm dành cho nữ nha. Thì một hộp của nó là 240.000 ha, dùng khoảng 30 lần. Nếu các bạn đang phân vân không biết lựa chọn sản phẩm nào thì hãy lựa chọn sản phẩm của mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn là một ngày tốt lành. Chào các bạn.